Anh em có nhu cầu mua vải hãy đến với nướngsóc.vn thử vận may khoai tây cực nướng. Sau nhiều lần nhảy hụt anh em hiểu không? Tôi rút ra cho mình rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Rồi, cất con báo đi đã. Ui, thôi ăn liền rồi, dép dột. Ui, Nam Mô A Di Đà Phật, Tiếp Xuân đừng nổ chết con. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Có địch này. Có địch. Tiếp Xuân ơi, đừng nổ em. À, Kimochi. Còn ở dưới nhà mà. Đang làm gì đấy? Thì đang chờ Tiếp Xuân nổ mà. Ui. Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước. Ôi, cá lên, cá lên. Ui mẹ cơ, tôi quên tôi đang cầm nỏ. Tí nữa thì hẹo rồi. Ui, nó dừng xe trên kia. Nó lại dừng xe rồi. Mày tí thì ngõm ạ. Ghê thực sự. Giấu xe đi đã. Phi tang. Ok, phi tang thành công. Tí thì ngọn các bạn. Ui, nó chích mình kìa. Con lợn này má, nó phá mình sẽ đặt mình mới mà. Con mẹ nó. Uầy, trai đẹp. Ui, trai đẹp kìa. Trai đẹp anh em. Trai đẹp. Trai đẹp này. Trai đẹp. Wow.
Uầy, mũ cặp luôn này. Mũ mũ cặp luôn này. Mũ cặp này hợp lý anh ơi. Trời ơi, mình ôm nhau dưới nước có vẻ hơi lạnh đó anh ơi. Mình ôm nhau dưới nước hơi lạnh anh ạ. Hạnh phúc ghê. Mẹ anh ganh hả? Nằm dưới nước lạnh lắm đó. Ôi ôi, em sẽ nằm chung với anh. Em sẽ để với anh hết cái bo này luôn. Trời ơi, thích ghê trời. Ôi, nón cặp nè. Nhưng mà anh hơi nhiều râu đó. Anh cầm súng gì đấy? Anh cầm súng lục à? Anh có ba lô 2 này. Hạnh phúc qué đi. Hạnh phúc qué đi. Đừng nói trên kia là có thằng đá xịt chim nhá. Không được rồi, anh ơi. Nó đá xịt chim giết anh em mình đấy. Lên đây anh ơi. Trời ơi, bắn nhau rồi. Anh ơi, rep zone anh ơi. Lên đây anh ơi, lại anh ơi. Lạnh lắm anh ơi. Lạnh lắm luôn á. Rep zone kìa anh ơi. Thương ghê không. Cái địt con mẹ anh. Anh tỉnh dậy anh bắn em. Con mẹ nhà anh chứ. Mẹ. Em đã không giết anh rồi. Anh lại cầm súng em. Tí em chết rồi. Mẹ anh nó đùa. Mẹ anh ác thực sự. Anh vũ phu vãi nồi.